chùa Phước Kiển ở huyện Châu Thành là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng tại tỉnh Đồng Tháp, với lối kiến trúc cổ kính và khung cảnh gắn liền với thiên nhiên. Điểm độc đáo còn là những chiếc lá sen khổng lồ độc nhất miền Tây. Không ai biết chính xác giống sen này tên thật là gì. Các sư thầy trong chùa cùng với người dân chỉ biết rằng cách đây hơn 30 năm, hai hố sen trước và sau chùa mọc lên những đóa sen có kích thước lá khổng lồ. Từ đó người dân nơi đây đặt tên là vua sen, vị vua của tất cả các loại sen. Bên trong hồ sen của chùa được xây thành hình vuông với ý nghĩa tượng trưng cho đất, còn lá sen hình tròn là tượng trưng cho trời. Những nhà khoa học người ta đến, người ta là các nơi có trồng mà tại sao cái lá không bự, bị gì vậy, cái đất địa thổ nhưỡng khí hậu không thích hợp. Còn có người thì nói cái này nó đột biến gen, chất độc màu da cam. Súng không phải súng mà sen không phải sen, mình ít con người nhen giống được. Thời điểm sen phát triển mạnh nhất vào tháng 9 đến tháng 10 hàng năm. Lý giải cho điều này, sư thầy Thích Huệ Từ cho biết do mùa nước nổi lá sen sẽ có hiện tượng no nước, từ đó giúp cho chúng có thể đạt kích thước từ 3 đến 4 mét và dễ dàng chở được một người với trọng lượng tối đa lên đến cả trăm ký. Còn đối với mùa nước cạn, lá sen hấp thụ lượng nước ít nên kích thước chỉ đạt tầm 1m1 đến 1m2 và cổng được tối đa một người 80 kg. Hiện với gần 200m2 mặt hồ và 19 bụi sen phát triển tốt, điều thú vị là những đóa sen này đều có màu sắc và hương thơm khác nhau. Mãi đến sau này người dân mới biết đây là loại sen có nguồn gốc từ vùng Amazon, một trong những giống sen thuộc nhà súng có lá to và nhiều gai, sinh sống nhiều ở vùng Nam Mỹ. Tuy nhiên vì sao chúng có mặt tại chùa Phước Kiển và phát triển tốt đến giờ vẫn chưa ai lý giải được.